Lốc xoáy ở Vĩnh Phúc làm 3 người chết, 18 người bị thương. Mưa lớn và lốc xoáy bất ngờ xảy ra ở Vĩnh Phúc, đất cuốn sập mái tôn một công ty gỗ rộng hàng ngàn mét vuông, đè lên hàng chục công nhân đang làm việc. Hậu quả 3 người chết, 18 người bị thương. Liên quan đến vụ gió lốc lớn cùng mưa rông làm sập xưởng gỗ ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 6, các cơ quan chức năng đã tăng cường lực lượng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, khắc phục hậu quả thiệt hại, xác định danh tính người bị nạn và tập trung cứu chữa, điều trị những người bị thương. Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 10 tháng 6, khu nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn Kiều Thi Junma ở xã Trung Mỹ đã bị đổ sập do gió lốc lớn cùng mưa rông bất ngờ. Lúc này, trong khu nhà xưởng, trên 100 công nhân đang làm việc, phần lớn đã thoát được ra ngoài, tuy nhiên vẫn còn nhiều người gặp nạn. Sự việc diễn ra đúng lúc mưa lớn nên gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường và cứu chữa nạn nhân. Xưởng gỗ bị sập đã làm 3 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm Trương Thị Năm, sinh năm 1971, ở xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Lục Văn Long, sinh năm 1973, ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo. Lê Thị Hà, sinh năm 1976, ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. Trong số 18 người bị thương, 3 người bị thương nặng ở đùi, tay và cột sống, phải theo dõi thường xuyên và phẫu thuật. Đó là Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 1986, ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên. Lê Thị Phương, sinh năm 1973, ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo và Nguyễn Thị Hòa ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo. Bác sĩ Lê Văn Tịnh, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, bệnh viện đã điều các bác sĩ cùng xe cứu thương xuống hiện trường. Tại đây các bác sĩ cùng các lực lượng của công an, quân đội, sơ cứu và chuyển bệnh nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh. Hiện tất cả bệnh nhân đã được xử lý thương tích. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã liên hệ với các cơ sở y tế trong tỉnh, huy động một số vật tư, nguồn lực đảm bảo cho công tác điều trị hiệu quả. Theo quan sát tại hiện trường của phóng viên ngày 11 tháng 6, vụ gió lốc lớn cùng mưa rông bất ngờ đã khiến khoảng 5.000 đến 7.000 mét vuông nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn Kiều Thi Junma bị đổ sập và biến dạng. Nhiều xe máy, thiết bị hàng hóa của công nhân và doanh nghiệp bị mắc kẹt trong khu nhà xưởng, đổ sập được các lực lượng đưa ra ngoài. Nhiều giờ sau vụ lốc xoáy kinh hoàng xảy ra ở nhà xưởng tổ xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, làm chết 3 người và hơn 20 người bị thương, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng. Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc để khắc phục hậu quả. Trận lốc xoáy kinh hoàng khiến cả khu vực tan hoang, những tấm tôn bay nằm la liệt khắp nơi. Hàng trăm người dân đứng trên đường theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ai nấy đều không khỏi bàng hoàng khi cơn lốc xoáy đi qua. Nhiều người có mặt trong đám đông hôm nay không nghĩ mình còn đứng ở đây để nói chuyện cùng với mọi người. Một số gia đình khác cũng bị tốc toàn bộ phần mái sau lốc xoáy kinh hoàng là một trong năm người may mắn sống sót khi bị cơn lốc xoáy cuốn đi, bà Hoàng Thị Lan, 55 tuổi, làm công nhân tại xưởng cho biết. Không nghĩ hôm nay mình còn được đứng đây. Thời điểm cơn lốc xoáy kéo đến, bà Lan cùng mọi người không thể hình dung được chuyện gì đã xảy ra, chỉ khi mở mắt tỉnh dậy mới biết mình còn sống. Theo bà Lan, chiều ngày 10 tháng 6, khi đang làm việc tại nhà xưởng cùng mọi người, thì từ xa cơn lốc xoáy như muốn cuốn phăng mọi thứ ảo ảo lao tới. Lúc đó bà Lan cùng mọi người hốt hoảng la hét tìm cách chạy thoát thân nhưng không kịp năm chị em chúng tôi bị xoáy quấn, may sao văng vào đống rác, không ai còn hay biết gì. Khi mở mắt ra thì thấy tay mình bị vật gì đấy đâm vào xương vù. Tôi nghĩ thôi gãy tay rồi. Không thể tưởng tượng được. Ngân này tuổi đời tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào khủng khiếp như chiều qua. Nó kéo mọi thứ sập xuống, khiến chúng tôi nghĩ là mình chết rồi đấy. Bà Lan sợ hãi nhớ lại. Cùng tâm trạng với bà Lan, chị Đào Thị Hương, 44 tuổi, thôn Gia Khâu, xã Trung Mỹ, kể trong sợ hãi. Chị Hương cho hay, khi cơn lốc xoáy đi qua, chị nghĩ cả mình lẫn gia đình không còn ai sống sót nổi. Chui ra từ đống đổ nát trở về nhà, chị Hương chỉ biết khóc, khóc nức, khóc nở khi nhìn thấy mọi người ở nhà bình yên vô sự. Lúc đấy là biết cả gia đình mình bình an. Là công nhân làm công việc kiểm tra gỗ trong xưởng, chiều ngày 10 tháng 6, cũng như mọi ngày, chị Hương cùng với mấy người dọn dẹp nốt phần còn lại để về. Đúng lúc này cơn lốc xoáy ập đến, từ đằng xa thấy cuộn gió đen ngọm xoáy về phía mình, ai nấy đều bỏ lại tất cả, cố chạy thoát thân không còn đường nào chạy, tôi chỉ kịp nhìn thấy hai đến ba người đang chui vào đống rác, đống gỗ, thế là tôi cũng chui theo. Vừa chui vào đống lá thì một dàn mái tôn, sắt thép đổ ập về phía chúng tôi. Lúc đó không còn nghĩ được gì, lấy tay cứ cố, cào thật nhiều rác lấp lên người cho tôn nó không cứ vào. Cứ nghĩ là chết rồi chứ không thể sống nổi. Chị Hương hoảng sợ kể. Với chị Hương mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai chạy nổi, nếu có chạy cũng không sống mà thoát ra ngoài được. chỉ cùng nhiều người nằm im một chỗ nên sống sót. Anh Dương Văn Bình, một người dân có nhà chịu thiệt hại trong vụ lốc xoáy chia sẻ. Khi tôi về đây đã thấy khu nhà xưởng với nhà tôi tan hoang hết. Về xem trong nhà thì thấy trong nhà như một cái ao luôn. Ngay sau khi nắm được vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với các đơn vị cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ đưa người dân đi cấp cứu. Theo quan sát, cơn lốc xoáy đã cuốn mái tôn của nhà xưởng bay xa khoảng 2 km. Đến khoảng 22 giờ, công tác cứu hộ cứu nạn đã hoàn thành. Ngoài ra một số nhà dân cũng bị tốc mái, ảnh hưởng trên đây là cập nhật của chúng tôi liên quan đến thông tin lốc xoáy ở Vĩnh Phúc làm 3 người chết, 18 người bị thương. Đến đây thì video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.